Di Ma Cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương Tập 2 Pháp Sư Thích Từ Thông Cuốn băng thứ 3 Hành vô đẳng từ các đức trọn vẹn các ái tưởng nhiễm tâm Hành đại bi từ dắt dẫn mọi người vào đại thừa đạo Hành vô yểm từ tâm luôn trụ trong quán trí vô ngã và không Hành pháp thí từ không giấu giếm chúng sanh về sự hiểu biết chánh pháp của mình Hành trì giới từ sẵn sàng giúp đỡ cảm hóa những ai phạm giới Hành nhẫn nhục từ giúp đỡ người khác như giúp đỡ cho chính ta Hành tinh tấn từ gánh vác trọng trách giáo hóa chúng sanh Hành thiền định từ không đam mê vị khinh an của thiền định Hành trí tuệ từ luôn luôn biết việc, biết thời, biết tà, biết chánh Hành phương tiện từ tất cả thi vi hành động đều là việc làm của thị hiện Hành vô ẩn từ, tâm lúc nào cũng trực và luôn luôn thanh tịnh. Hành thâm tâm từ, dù hành các hạnh mà không có tạp hạnh. Hành vô cuốn từ, không làm những gì có tánh dối gạt phỉnh phờ. Hành an lạc từ, bằng mọi cách khiến cho mọi người thọ dụng được cái vui của Phật Đạo. Thưa Ngài Đại Trí Văn Thù, thực hiện hạnh từ của Bồ Tát là như thế đấy. Bồ Tát Văn Thù hỏi, Thưa cư sĩ, thế nào là bi tâm của Bồ Tát? Ông Duy Ma Cật đáp, tất cả công đức của Bồ Tát đều làm cho chúng sanh hết. Hỷ tâm của Bồ Tát thế nào? Chúng sanh được những lợi lạc gì, Bồ Tát đều tán thán vui mừng không có hối tiếc. Xả tâm của Bồ Tát thế nào? Bồ Tát làm bao nhiêu việc phước đức cứu độ cho chúng sanh, Được những gì không có niệm ta là kẻ thi ân và đặt hy vọng chờ ngày đền trả. Số 3 nhỏ, đường sanh tử rất đáng sợ. Bồ Tát phải nương tựa nơi gì để được an ổn? Nương tựa nơi nghị lực và công đức Như Lai. Bồ Tát muốn nương tựa nghị lực và công đức Như Lai cần phải trụ tâm ở nơi nào? Trụ ở nơi tâm độ thoát tất cả chúng sanh. Muốn độ thoát tất cả chúng sanh, Bồ Tát phải trừ bỏ những gì? Phải trừ bỏ tất cả những phiền não. Muốn trừ bỏ phiền não, Bồ Tát phải thực hành những gì? Phải thực hành chánh niệm. Thực hành chánh niệm phải làm sao? Muốn thực hành chánh niệm phải hành bất sanh bất diệt. Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt? Pháp bất thiện, bất sanh. Pháp thiện, bất diệt. Pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc? Thân là gốc. Thân lấy gì làm gốc? Dục và tham làm gốc. Dục và tham lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo làm gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ thì không có gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ông Duy Ma Cật nói, từ chỗ vô trụ mà an lập tất cả pháp. Số 4 nhỏ, bấy giờ trong tịnh thất của Ngài Duy Ma Cật, có vị thiên nữ. Thấy hàng nhân thiên nghe pháp, thiên nữ bèn hiện thân và dùng hoa cõi trời tung rải lên các hàng Bồ Tát và đại đệ tử Thanh Văn cúng dường. Hoa rơi đến các Bồ Tát rớt xuống bình thường. Những hoa rơi nhằm các đại đệ tử thì dính trên người không rớt. Các đại đệ tử dùng hết thần lực phủi bỏ những hoa kia, nhưng phủi mãi mà hoa không rớt được. Thiên nữ hỏi ông Xá Lợi Phất, vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại phủi hoa như thế? Ông Xá Lợi Phất đáp, vì hoa này không đúng pháp đối với một tu sĩ như chúng tôi. Thiên nữ nói, đừng cho rằng hoa này không đúng pháp, vì sao? Vì hoa không có phân biệt, tại vì Xá Lợi Phất, Ngài có cái tưởng phân biệt đấy thôi. Ở trong Phật Pháp, xuất gia mà còn có phân biệt, đó là không đúng Pháp. Nếu không phân biệt, thế mới là đúng Pháp. Xá Lợi Phất, Ngài hãy xem kia, các Bồ Tát hoa không dính các Ngài, vì Bồ Tát đã dứt hết tưởng phân biệt. Ví như người hay sợ thì quỷ mị có dịp khuấy phá khủng bố. Các hàng đệ tử Thanh Văn sợ sanh tử cho nên sắc thanh hương vị xúc trở thành đối tượng nhiễu loạn cõi lòng. Nếu đã ly sự sợ hãi thì ngũ dục không làm gì được.
Chỉ vì tập khí kiết sử của ngài chưa hết, cho nên hoa dính mắc vào thân. Khi nào tập khí hết, hoa sẽ không còn dính nữa. Số năm nhỏ, ông Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ ở tại tịnh thất này đã lâu rồi chứ? Thiên nữ đáp: Tôi ở tại tịnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên. Vậy có lâu chưa? Sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên há cũng có lâu sao? Xá Lợi Phất lặng thinh không biết phải nói gì. Thiên nữ nói: Bậc kỳ cựu đại trí như ngài Xá Lợi Phất sao lại lặng thinh? Sự giải thoát vượt ngoài ngôn thuyết văn tự, cho nên tôi không biết phải nói gì. Văn tự ngôn thuyết là tướng giải thoát đấy chứ. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải thoát, thưa ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp là tướng giải thoát. Không lìa dâm nộ si vẫn được giải thoát nữa sao? Đúng vậy. Phật vì hạng người tăng thượng mạng nói phải xa lìa dâm nộ si để được giải thoát. Nếu không phải hạng tăng thượng mạng, Phật nói tánh của dâm nộ si là tánh giải thoát. Số 6 nhỏ. Ông Xá Lợi Phất tán thán: Quý hóa thay, quý hóa thay, thiên nữ, cô đắc gì, cô chứng được gì mà cô có được sức biện tại như thế? Tôi không đắc gì hết, cũng không chứng gì hết, nên tôi mới có được biện tại như thế. Vì sao? Bởi vì có chứng có đắc ở trong Phật Pháp là người tăng thượng mạng. Số 7 nhỏ. Ông Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Ở trong ba thừa cô cầu thừa nào? Thiên nữ đáp: Khi cần pháp thanh văn giáo hóa chúng sanh, tôi cầu thanh văn thừa. Khi cần pháp nhân duyên giáo hóa chúng sanh, tôi cầu Bích Chi Phật thừa. Khi cần pháp đại bi giáo hóa chúng sanh, tôi cầu đại thừa. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ví như người vào rừng chim bạc chỉ ngửi hương chim bạc, không ngửi hương khác. Cũng vậy, nếu người vào tịnh thất này chỉ nghe hương công đức của Phật, không ưa nghe hương công đức của Bích Chi Phật, của thanh văn. Số 8 nhỏ. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ở tịnh thất này thỉnh thoảng có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên Long Quỷ Thần vào và nghe Duy Ma Cật Thượng Nhân thuyết chánh pháp. Tất cả đều vui ưa hương công đức Phật, phát tâm rồi đi. Ngài Xá Lợi Phất này, tôi ở tại tịnh thất này đã 12 năm. Ngay từ ban đầu, không bao giờ nghe thuyết pháp thanh văn Bích Chi Phật. Tôi chỉ nghe pháp đại từ đại bi của Bồ Tát và pháp bất tư nghị của Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tịnh thất này thường hiện 8 pháp chưa từng có và khó được. Tịnh thất này thường dùng màu hoàng kim soi sáng ngày cũng như đêm, mà không cần đến ánh sáng của nhật nguyệt. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ nhất. Người vào tịnh thất này không bị các sự cấu uế làm não loạn thân tâm. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ hai. Tịnh thất này thường có Đế Thích, Phạm Vương và chư Bồ Tát ở phương khác đến nhóm họp thường xuyên. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ ba. Ở tịnh thất này thường có thuyết giảng về lục ba la mật và những pháp bất thối chuyển. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ tư. Ở tịnh thất này thường ngân vang những pháp âm vi diệu tác động cho nhân thiên tiếp nhận niềm vui thượng diệu. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ năm. Ở tịnh thất này có kho tàng tứ đại chứa đầy các báu vật, giúp cho những ai nghèo thiếu, cung cấp hoài không hết. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ sáu. Ở tịnh thất này, khi Duy Ma Cật Thượng Nhân khởi tưởng niệm, thì Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Viêm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nan Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vân vân. Vô lượng chư Phật trong 10 phương cùng đến, nói hết những pháp yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi, chư Phật trở về bản quốc. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ bảy. Ở tịnh thất này,
tất cả cung điện lộng lẫy đẹp đẽ của chư thiên và các tịnh độ của chư Phật đều hiển hiện ở tịnh thất này. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ tám. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tịnh thất này thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được như vậy. Ai đã thấy biết những việc bất tư nghị như thế mà lại còn ưa thích những pháp thanh văn? Số 9 nhỏ, ông Xá Lợi Phất hỏi, tại sao thiên nữ không chuyển đổi nữ thân? Thiên nữ nói, từ 12 năm tôi tìm cái tướng nữ thân không có, tôi biết phải chuyển gì. Ví như huyễn sư hóa làm người nữ huyễn. Nếu có người hỏi, vì sao không chuyển nữ thân, câu hỏi đó có đúng lý không? Ông Xá Lợi Phất đáp, không đúng, đã huyễn thì không có tướng cố định, biết chuyển cái gì. Thiên nữ nói, tất cả các pháp cũng như vậy, không có tướng cố định. Thế tại sao Ngài hỏi tôi, vì sao không chuyển nữ thân? Liền đó, thiên nữ dùng sức thần thông biến ông Xá Lợi Phất y như thiên nữ. Thiên nữ hóa mình y như ông Xá Lợi Phất và hỏi, vì sao Ngài Xá Lợi Phất không chuyển nữ thân? Trong dáng mạo thiên nữ, ông Xá Lợi Phất đáp, tôi không biết chuyển thế nào mà biến làm thân nữ như vậy. Thiên nữ nói, Ngài Xá Lợi Phất mà có thể chuyển ra thân nữ như thế, thì tất cả người nữ cũng sẽ có thể chuyển được. Ngài Xá Lợi Phất không phải nữ mà hiện thân nữ, thì tất cả người nữ không phải nam lại cũng có thể hiện thân nam. Ngài Xá Lợi Phất dù hiện thân nữ mà không phải nữ. Thế cho nên Phật nói, tất cả pháp phi nam phi nữ. Ngay bấy giờ, thiên nữ thu nhiếp thần lực, ông Xá Lợi Phất hoàn hình như cũ. Thiên nữ hỏi, hình màu nữ thân của Ngài ở đâu? Xá Lợi Phất đáp, hình màu nữ thân của tôi không ở đâu, không đâu chẳng ở. Tất cả các pháp cũng lại như vậy, không ở đâu, không đâu chẳng ở. Cái đạo lý không ở đâu, không đâu chẳng ở là chân lý Đức Phật đã nói ra. Thiên nữ, người chết ở cõi này rồi sẽ sanh ở đâu? Đức hóa Phật sanh đâu, tôi sanh ở đó. Sự sanh của Đức hóa Phật không có chết và cũng không có sanh. Chúng sanh cũng vậy, không có chết cũng không có sanh. Chừng nào ngươi được quả vô thượng bồ đề, thưa thiên nữ? Chừng nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi mới thành vô thượng bồ đề. Tôi không bao giờ trở lại làm phàm phu, thì tôi cũng không bao giờ được quả vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì bồ đề vô sở trụ, thế nên bồ đề không có cái được. Chư Phật đã được, đang được và sẽ được vô thượng bồ đề nhiều như số cát sông Hằng. Điều đó gọi là gì? Đó là dựa trên văn tự và số mục của thế gian tục đế mà có ba đời, chứ không phải quả vô thượng bồ đề có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài được quả A-la-hán chứ? Không có được mà được. Chư Phật và chư Bồ-Tát cũng vậy, không có được cho nên được. Bây giờ ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất, thiên nữ ấy từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hí, đầy đủ sở nguyện Bồ Tát, được vô sanh nhẫn, trụ bất thối chuyển địa, do bổ nguyện giáo hóa chúng sanh có thể hiện thân tùy theo ý muốn. Trực chỉ, số 1 nhỏ, quán tức là chữ quan, nếu đọc là quan thì có nghĩa là quan sát. Quan sát là nhìn sự vật bằng cách đưa mắt mà trông mà nhìn. Nhìn đến đâu thấy đến đấy, lệch khỏi tầm nhìn thì không thấy được. Khi đọc là quán, có nghĩa quán chiếu. Thấy bằng quán chiếu, thấy cái này không cần phải trông nhìn ở nơi sự vật. Cái quán chiếu là thấy bằng trí tuệ và biết bằng trí tuệ. Chúng sanh không riêng gì loài hữu tình mới gọi là chúng sanh. Với Phật Pháp, tất cả vạn loại vô tình cũng là chúng sanh cả. Các loại hữu tình gọi là hữu tình chúng sanh, vạn loại vô tình thì gọi là vô tình chúng sanh. Quán chúng sanh ở chương này là quán cả hai loại chúng sanh. Dưới tuệ nhãn của một đại sĩ, qua sự quán chiếu của mình, Bồ Tát thấy chúng sanh
như người huyễn, như trăng trong nước, như sóng nắng trưa ngày hè, như vang của tiếng, như mây trên không trung, như bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự cứng chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp, như đại thứ 8, ấm thứ 6, nhập thứ 13, giới thứ 19. Tất cả thứ đó ý muốn nói, đó là những thứ không có, không hề có từ trước đến nay, và từ nay về sau cũng vĩnh viễn không có. Sắc trong cõi vô sắc, mầm của hạt thóc rang, thân kiến của Tu Đà Hoàng, đầu thai của A Na Hàm, tam độc của A La Hán, tham sân si của Bồ Tát, phiền não của Phật, sự thấy màu sắc của người mù, dấu chim trong hư không, con của người thạch nữ, sự phẫn nộ của hóa nhân, chim bao lúc thức. Tất cả những thứ đó là những thứ chỉ có danh mà không hề có thật. Bồ Tát quán chúng sanh như tất cả những thứ đó. Thế thì qua tuệ nhãn của Bồ Tát, tất cả chúng sanh có nhưng không thật có, vì nó không trường cửu, không bền chắc. Nó chỉ là hiện tượng, nó là hiện tượng trong vô vàn hiện tượng vạn pháp mà thôi. Do vậy, trước nhãn quan của đại sĩ, vạn pháp giai không, cho nên chúng sanh có cũng không là có thật. Số 2 nhỏ. Đáp câu hỏi của đại trí Văn Thù, trưởng giả Duy Ma Cật nói: thực hiện hạnh từ có thể biểu thị nhiều cách, từ ý nghĩ đến hành động cụ thể, giúp cho chúng sanh có an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Tuy nhiên, sự hạnh phúc an vui trong cuộc sống vật chất chưa có giá trị chân thật, nếu nguồn sáng trí tuệ của họ chưa được phát huy. Bồ Tát thực hiện hạnh từ phải quán triệt những chân lý vô thường, khổ, không vô ngã, như thế mà khai thị, khiến cho chúng sanh tỏ ngộ thẩm sâu. Chừng đó chúng sanh có được sự an vui hạnh phúc thật sự và lâu dài. Đó là cách Bồ Tát thực hành hạnh từ chân thật, và chỉ có cách đó mới được xem là chân thật từ. Triển khai rộng về từ, Bồ Tát vận dụng tịch diệt từ, bất nhiệt từ, bình đẳng từ, vô tránh từ, bất hoại từ, kiên cố từ, thanh tịnh từ, vô biên từ, La Hán từ, Bồ Tát từ, Như Lai từ, Phật Đà từ, Tự Nhiên từ, Bồ Đề từ, Vô Đẳng từ, Đại Bi từ, Vô Yểm từ, Pháp Thí từ, Trì Giới từ, Nhẫn Nhục từ, Tịnh Tâm từ, Thiền Định từ, Trí Tuệ từ, Phương Tiện từ, Vô Ẩn từ, Thâm Tâm từ, Vô Cuốn từ, An Lạc từ. Qua bao nhiêu danh tự ấy, người đệ tử Phật thấy rằng lòng từ trong đạo Phật có thể vận dụng trong cuộc sống ở khắp mọi nơi chốn, mọi thời gian. Lòng từ của đạo Phật không gói gọn trong ý niệm của một tiếng làm lành trù tượng ấy. Lòng từ bi của một Bồ Tát là khi Bồ Tát làm được bao nhiêu công đức lành đều cho hết chúng sanh. Thấy chúng sanh được lợi lạc, Bồ Tát vui mừng khen ngợi không hề có ý tị hiềm. Đó là hỷ tâm của Bồ Tát. Bồ Tát làm tất cả việc lợi ích chúng sanh mà không thấy mình là kẻ thi ân và người thọ lãnh, không có ý mong chờ hy vọng ở sự đền ơn. Xả tâm của Bồ Tát là như thế. Số 3 nhỏ. Sanh tử u bi khổ não là việc đáng sợ. Người trí phải tìm cho mình một con đường an ổn. Muốn được an ổn phải nương nơi nghị lực và công đức Như Lai, phải trụ tâm ở chỗ cứu độ chúng sanh thoát khổ. Muốn độ thoát chúng sanh phải trừ bỏ phiền não. Muốn trừ bỏ phiền não phải thực hành chánh niệm. Muốn thực hành chánh niệm phải thực hành bất sanh bất diệt. Muốn thực hành bất sanh bất diệt phải biết pháp bất thiện bất sanh, pháp thiện bất diệt. Pháp thiện và bất thiện, thân là gốc. Thân thì do dục và tham lam làm gốc. Dục và tham do hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt do mộng tưởng điên đảo làm gốc. Mộng tưởng điên đảo do vô trụ làm gốc. Truy cứu đến cùng, vô trụ thì không có gốc. Không có gốc tức là đồng nghĩa với chẳng có gì mà an bài tất cả pháp. Do vậy, vạn pháp gốc của nó là chẳng có gì. Bản chất của vạn pháp là giai không. Số 4 nhỏ. Việc thiên nữ rải hoa cúng dường
hoa rơi đến các Bồ Tát, rồi hoa rớt xuống một cách bình thường. Hoa rơi trúng các đệ tử Thanh Văn, hoa dính lại trên người đến nỗi phủi cũng không rớt. Hàng Thanh Văn thấy hoa vừa đẹp vừa thơm, thưởng thức cái đẹp cái thơm, e rằng mình bị phạm giới. Bồ Tát đối sắc đẹp, hương thơm thọ dụng xuyên qua nhất thiết chủng trí. Cho nên với Bồ Tát, kiến sắc phi can sắc, văn hương bất nhiễm hương. Có hoa xem như không thì cần gì phải phủi. Sự kiện này do người bất tư nghì dàn dựng cảnh bất tư nghì, nhằm nói pháp bất tư nghì để dạy cho mạt thế chúng sanh về trí tuệ và nghị lực của con người. Nó hoàn toàn tùy thuộc ở mỗi người. Ý chí bất khuất, không sợ ma, không bao giờ có ma đối với chàng dũng sĩ kiên cường này. Số năm nhỏ, ông Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ ở tại tịnh thất của ngài Duy Ma Cật lâu mau rồi. Qua trí tuệ của Đại Thừa, nghe câu hỏi đó liền sanh tâm thương hại cho trí tuệ của người Tiểu Thừa. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn đo đạt thời gian? Lấy sự cũ mới của ngôi nhà hay sự cao thấp của vườn cây? Nhà cũ là cũ của nhà, cao thấp là cao thấp của vườn cây. Thời gian không vì cũ của nhà, không vì cao thấp của vườn cây mà cho rằng thời gian có lâu và mau. Phải học thiền và quán đề tài, thập thế cách pháp dị thành môn, mới hiểu biết vấn đề thời gian không sai chân lý. Số 6 nhỏ. Thông thường người ta cho rằng người có chứng đắc mới có được biện tài. Sự hiểu biết của trình độ Tiểu Thừa như ông Xá Lợi Phất cũng chưa vượt ra cái lẽ thông thường đó. Với tri kiến Đại Thừa, dù được Bồ Đề Niết Bàn chỉ là sự trở về đến chỗ cũ của tự tánh mình. Số 7 nhỏ. Người đạt đến trình độ trí tuệ Đại Thừa thì lại xóa bỏ hết mọi ý tưởng câu nệ về Thừa. Có vậy mới có thể làm lợi ích cho mọi tầng lớp chúng sanh. Cũng như người lái xe giỏi, có lúc cần phải vượt trái luật lệ giao thông, miễn là cứu được mạng người và tránh được sự thiệt hại vật chất. Số 8 nhỏ. Tịnh thất của ngài Duy Ma Cật thỉnh thoảng có Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Thiên Long Quỷ Thần đến nghe ngài Duy Ma Cật thuyết chánh pháp. Bởi vì ngài Duy Ma Cật lúc nào cũng nhớ chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp và sống trong chánh pháp. Cũng như nhà của chúng sanh bạc địa phàm phu, ngày ngày sống trong vô minh tam độc, trong lục dục thất tình, thì nhà này thường có súc sanh ngạ quỷ và người địa ngục vào ra rộn rịp, không có lúc nào tạm vắng. Số 9. Sử dụng nhất thiết chủng trí, qua tánh tướng thập như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Vạn pháp đều như, mỗi pháp có tánh như của nó, nghĩa là tánh của nó như vậy, tướng của nó như vậy, thể chất của nó như vậy, lực dụng của nó như vậy, tạo tác của nó như vậy, nhân cấu tạo ra nó như vậy, duyên hình thành nó như vậy, kết quả ra nó như vậy, và chung quy như vậy mà thành ra nó, và nó là nó như vậy. Nhìn vạn pháp qua trí tuệ đó thì tướng nữ nam không còn là vấn đề để bình luận. Nam hay nữ chỉ là nhân duyên biến hiện như thị. Bản thể của cái tướng nữ nam chung cùng không nam không nữ, cũng không có vấn đề chết đâu sanh đâu. Sống chết phí như sự nổi chìm của sóng bọt trên mặt đại dương. Sự nổi chìm đó không làm cho nước biển có tăng giảm chút nào. Còn quan tâm đến vấn đề chết từ cõi nào sanh đến cõi này, điều đó đủ nói rõ tầm hiểu biết của người Tiểu Thừa cạn cợt. Chỉ biết nước qua sóng bọt mà chưa biết được sóng bọt còn có nước biển tồn tại vĩnh cửu với thời gian. Dù vậy, sóng và nước đời đời vẫn bất ly mà bất tích. Dưới nhãn quan của người sử dụng nhất thiết chủng trí, không có vấn đề thành Phật hay chừng nào thành Phật, vì tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật lâu rồi. Dù hiện tại là chúng sanh, nhưng Phật tánh ở trong chúng sanh đó không hề thêm bớt.
ví như keo sơn bao bọc thỏi vàng, nhưng không vì vậy mà thỏi vàng 24 carat giảm đi chất lượng. Chư Phật đã được, đang được và sẽ được vô thượng bồ đề nhiều như số cát sông Hằng. Đó là dựa trên ngôn ngữ văn tự và số một của thời gian và tùy thuận thế gian mà nói, chứ vô thượng bồ đề không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Như lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Vô thượng bồ đề là quả vị vô thủy vô chung. Vô thượng bồ đề tức là bản thể chân như của vạn pháp, sống đúng, sống hợp với chân lý của vạn pháp, tức là người trở về nguyên quán, về đến bảo sở chân như mà mình lưu lạc tự bấy lâu nay. Chương thứ 8: Con đường Phật. Số 1 nhỏ. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Thưa ngài Duy Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường Phật được thông suốt? Ông Duy Ma Cật đáp: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát muốn con đường Phật được thông suốt phải đi con đường ngược lại. Đi con đường ngược thì con đường Phật sẽ thông suốt. Bồ Tát Văn Thù hỏi: Đi con đường ngược, Bồ Tát phải đi như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát đi vào ngũ vô gián mà không buồn rầu, không giận dữ, vào địa ngục mà tự tâm không có tội lỗi cấu uế, đến với súc sanh mà không có vô minh kiêu mạn, đến với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành, đi vào con đường dục giới, sắc giới, chẳng cho đó là được may mắn hơn. Giả đi vào con đường tham dục mà xa lìa các sự đóng nhiễm dính mắc, giả đi vào con đường sân nhuế mà đối với chúng sanh không giận dữ thù hằn, giả đi vào ngu si mà thường dùng trí tuệ điều phục tâm mình, giả đi vào con đường sang tham mà xả bỏ thân tâm, của cải cho đến thân mạng cũng không lẫn tiếc, giả đi vào con đường phạm giới mà tâm an trụ tịnh hạnh, dù tội lỗi nhỏ cũng răn sợ không cho sai phạm, giả đi vào con đường giải đãi mà hằng siêng tu công đức thiện, giả đi vào đường loạn ý mà thường nhiếp niệm định tâm, giả đi vào con đường ngu si mà thông hiểu hết việc thế gian và xuất thế gian một cách đúng đắn, giả đi vào con đường xiểm trá mà khi kết quả thì đúng với ý nghĩa kinh hợp lời Phật, giả đi vào con đường kiêu mạn mà thực chất là làm cầu đường chuyên chở chúng sanh, giả đi vào đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng, giả đi vào con đường ma mà thuận theo trí tuệ Phật, không nghe theo sự cám dỗ của bọn ma, giả đi vào đường thanh văn mà giáo hóa chúng sanh bằng pháp đại thừa, giả đi vào đường bích chi Phật mà đi truyền đạt cho chúng sanh tư tưởng đại bi của Phật, giả đi vào hàng nghèo khó mà của báo công đức trong tay vô tận, giả đi vào đường trao dồi trang điểm sắc diện như người thường mà đầy đủ các tướng hảo tự trang nghiêm thân, giả đi vào đường hạ tiện mà thực chất sanh trong dòng Phật, bên trong có đầy đủ công đức, giả đi vào đường của hạng người quê mùa yếu đuối mà thực chất được thân tráng kiện na la diên, chúng sanh đều rất ưa nhìn, giả đi vào đường lão bệnh mà dứt hẳn bệnh căn, vượt ra sự sợ sệt chết chóc, giả đi vào đường kinh doanh sanh sống mà hằng quán vô thường, không để lòng tham luyến, giả có thê thiếp mà thường viễn ly bùng lầy ngũ dục, giả hiện như người đần độn mà biện tài vô ngại nhớ ghi không sót, giả đứng vào phe tà mà lấy chánh lý giúp hộ chúng sanh, giả hiện đi vào các luân hồi mà đoạn hết nguyên nhân sanh tử u bi khổ não, giả hiện ở niết bàn mà không dứt hết hạt giống sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát đi vào con đường trái ngược như thế, Bồ Tát sẽ đi một cách thông suốt con đường Phật. Số 2 nhỏ. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, xin ngài cho biết những gì là hạt giống Như Lai. Văn Thù Sư Lợi đáp: Thân là hạt giống Như Lai, vô minh ái là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai, tứ đảo ngũ cái lục nhập
thất tình, cửu não, thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 thứ kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai. Nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là những tâm và tâm sợ pháp có tánh chất phiền não vô minh đó là hạt giống Như Lai Phật. Ngược lại, nếu người tỏ ngộ vô vi, chứng nhập chánh vị thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng bồ đề. Ví như cao nguyên và đất gò, sen không thể mọc được thì còn mong gì trổ được hoa. Chỉ có đất thấp bùn lầy hoa sen mới sanh trưởng. Cũng như vậy, người ngộ vô vi pháp, chứng nhập chánh vị không cần sinh hoạt ở trong Phật pháp nữa. Chỉ có chúng sanh ở trong bùn lầy phiền não mới phát khởi lòng mong cầu Phật pháp mà thôi. Cũng như trồng cây trong hư không, cây không thể sanh trưởng, phải trồng ở chỗ có đất, phân, cây mới tươi tốt, sung xuê. Cũng vậy, người chứng nhập vô vi chánh vị không còn điều kiện để sanh trong Phật pháp. Thà kiến chấp to như núi Tu Di mà họ còn có cơ hội phát tâm cầu vô thượng bồ đề, sanh trong Phật pháp. Thế cho nên phải biết rằng, tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví như không lặn xuống biển sâu, không thể có được bảo châu vô giá. Không vào biển lớn phiền não, không thể có nhất thiết trí vô giá Như Lai. Số 3 nhỏ. Bấy giờ, ông Đại Ca Diếp tán thán rằng: "Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, những lời của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Thật đúng vậy, bè lũ phiền não là hạt giống Như Lai. Hàng thanh văn chúng tôi không kham nổi việc phát tâm vô thượng bồ đề. Đến như người thọ tội ngũ vô gián, hãy còn có thể phát tâm sanh trong Phật pháp. Nay chúng tôi lại mất hẳn ý chí cầu vô thượng đạo. Ví như người thui chột các căn, đối với ngũ dục chẳng còn tương quan tiếp thọ được gì. Hàng thanh văn đoạn hết phiền não kiết sử, trong Phật pháp hết đường nhờ cậy, vì chí nguyện đã dứt mất hẳn rồi. Thế cho nên, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, người bạc địa phàm phu đối với Phật pháp còn có cơ may trở lại, mà hàng thanh văn thì đã tuyệt phần. Bởi vì phàm phu nghe Phật pháp có thể phát khởi vô thượng đạo tâm, chứ hàng thanh văn dù có nghe Phật pháp trọn đời, vĩnh viễn không thể phát triển ý hướng về vô thượng đạo. Số 4 nhỏ. Bấy giờ trong pháp hội có Bồ Tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Duy Ma Cật: "Thưa cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, bạn lành tri thức của Ngài là những ai? Nô tỳ, đồng bọc, ngựa, voi, xe kiệu của Ngài để ở chỗ nào?" Bấy giờ ông Duy Ma Cật đáp lời qua bài kệ: "Trí độ làm mẹ Bồ Tát, phương tiện lấy làm cha, tất cả các đạo sư đều do đó mà có. Lấy pháp hỷ làm vợ, con gái từ bi tâm, con trai chính tâm lành, rỗng lặng là nhà thường trú. Đệ tử các trần lao, sai khiến theo ý muốn, đạo phẩm là thiện tri thức, do vậy thành chánh giác. Lục độ pháp là bạn bè, pháp tứ nhiếp là kỹ nữ, ca vịnh tụng pháp âm, lấy đó làm âm nhạc. Hoa viên là tổng trì, pháp vô lậu, rừng cây, giác ý, hoa tịnh diệu, trí tuệ giải thoát, trái. Áo tắm, pháp bát giải, nước định lóng sẵn đầy, ngâm ướp bông thất tịnh, tắm gội người vô cấu. Voi ngựa cởi, ngũ thông, đại thừa làm xe kiệu, xà ít trụ nhất tâm, dạo đi đường bát chánh. Tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức, tàm quý làm xiêm áo, thân tâm làm tràng hoa, thất tài bảo là sự nghiệp, giáo hóa làm lợi tức. Việc làm đúng như lời nói, hồi hướng là lợi lớn, tứ thiền làm giường ngồi, sống ở đời tịnh mệnh. Đa văn tăng trí tuệ là tiếng cõi lòng, pháp cam lộ thức ăn, vị giải thoát, nước giải khát. Tịnh tâm là tắm gội, giới phẩm làm hương xoa, đánh tan giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn. Hàng phục bốn giống ma, dựng cờ đại chiến thắng,
dù biết không khởi diệt. Vì dạy dỗ thị hiện có sanh, xuất hiện khắp cõi nước như mặt trời tỏa sáng trong không, cúng dường mười phương quốc độ vô lượng ức Như Lai. Chư Phật và bản thân không có tưởng phân biệt, dù biết cõi nước Phật và chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ giáo hóa hết quần sanh. Bao chủng loại chúng sanh hình thành và cử chỉ lực vô úy của Bồ Tát một thời đều hiện đủ, biết rõ các ma sự mà giả hiện tùy thuận, dùng trí phương tiện khéo hiện theo ý bọn ma, hoặc hiện già bệnh chết giáo hóa các quần sanh, rõ biết như hiển hóa việc làm không trở ngại, hoặc hiện kiếp thiêu hết trời đất đều trống không, mọi người có tưởng thường khiến biết được vô thường. Vô số ức chúng sanh đồng đến mời Bồ Tát cùng một lúc đến nhà dạy họ về Phật đạo. Kinh sách chú thuật tà thủ công công kỹ nghệ hiện làm hết việc này vì lợi ích chúng sanh. Các đạo pháp thế gian xuất gia vào trong đó để chỉ rõ chỗ sai, khiến khỏi rơi tà kiến. Có lúc làm nhật nguyệt, làm thế chủ phạm vương, có lúc làm đất nước, có khi làm gió lửa. Trong đời có dịch bệnh, hiện làm cây cỏ thuốc, nếu có người được uống, bệnh khổ được dứt trừ. Thời kỳ có đói kém, thân hiện các thức ăn, cứu đói khát cho người, sao đem Phật Pháp dạy. Đời sắp nổ binh đao, đem đạo từ bi thuyết, hóa đạo các chúng sanh, xóa bỏ lòng tranh chấp. Nếu chiến tranh bùng nổ, đứng giữa thế cân bằng, hiện uy thế Bồ Tát, thuyết phục khiến hòa an. Trong tất cả quốc độ, chỗ nào có địa ngục, liền đến vào nơi đó, giúp họ khỏi khổ đau. Trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn nuốt nhau, hiện sanh vào trong đó, khiến chúng được lợi lành. Giả bằng lòng ngũ dục, lại biểu hiện hành thiền, khiến tâm ma rối loạn, không dễ khuấy lung lay. Hoa sen sanh trong lửa, chuyện hy hữu trên đời, trong ngũ dục hành thiền hy hữu cũng như vậy. Hoặc hiện làm dâm nữ, dụ những người háo sắc, trước lấy dục trói lại, sau kéo vào Phật trí. Hoặc làm người quốc trưởng, hoặc là chủ thương thuyền, quốc sư đại thần tốt, để giúp ích chúng sanh. Với những người nghèo khó hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến hóa người phát khởi bồ đề tâm. Với hạng người kiêu mạn hiện làm đại lực sĩ, triệt tiêu các cống cao khiến trụ vô thượng đạo. Ai lâm cảnh sợ sệt, trước họ an ủi cho, xua tan niềm sợ hãi, sau khiến phát đạo tâm. Hoặc hiện ly dâm dục, làm ngũ thông tiên nhân, mở lối các quần sanh, khiến trụ giới nhẫn từ. Thấy ai cần phụng sự, hiện làm người tôi tớ, phục vụ đẹp ý chủ, sao khuyến phát đạo tâm. Dùng phương tiện khéo léo, cung dưỡng mọi nhu cầu, con đường đạo vô lượng, sở hành không bến bờ. Trí tuệ không ngần mé, độ vô số chúng sanh, giả sử tất cả Phật, trong vô số ức kiếp. Tán thán công đức kia, hãy còn không cùng tận. Ai nghe pháp như thế, không phát tâm bồ đề. Trừ người mất giống Phật, và kẻ vô trí quá đần. Trực chỉ, số một nhỏ. Để trả lời câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát phải làm gì để đi con đường Phật được thông suốt, không bị trở ngại? Ông Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát hành phi đạo, thị vi, thông đạt Phật đạo. Nghĩa là muốn đi theo con đường Phật được thông suốt thì Bồ Tát phải đi ngược lại con đường chúng sanh đi. Đường của chúng sanh là thuận lưu sanh tử, xuôi theo dòng chảy của sanh tử mà đi. Thế cho nên muốn đi con đường Phật, Bồ Tát phải đi ngược dòng sanh tử ấy. Đi ngược đường sanh tử nhưng không rời bỏ, tránh né hay trốn chạy. Ý niệm rời bỏ, tránh né, trốn chạy sanh tử, hy vọng có được bồ đề niết bàn. Với đạo Phật,
việc đó không bao giờ có được. Người nông gia sợ bùn đất phân nước thấm ướt tay chân, chỉ muốn trồng cây gieo giống trong hư không, để rồi chờ thời thu hoạch kết quả. Ý tưởng đó nếu có thì đó là ý tưởng hoang đường của kẻ ngu si vô trí. Ý tưởng rời bỏ trốn chạy sanh tử, không tu tâm sửa tánh, không cải tạo phiền não vô minh ngay trong cuộc sống sanh tử, ngồi không nằm rỗng đối với thế cuộc, xem mình như kẻ ăn sổi ở thì, lơ lửng thả hồn, hy vọng bồ đề niết bàn một ngày nào đó sẽ đến. Ý tưởng đó ở trong Phật pháp cũng là một ý tưởng hoang đường của chàng nông gia vô trí kia không hơn không kém. Số 2. Những gì là hạt giống Như Lai? Trả lời câu hỏi đó của ông Duy Ma Cật, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói: Thân là hạt giống Như Lai, vô minh là hạt giống Như Lai, tham sân si là hạt giống Như Lai, tứ đảo, ngũ cái, lục nhập, thất tình, bát tà, cửu não, thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói chung 62 thứ kiến chấp là hạt giống Như Lai. Trước tuệ nhãn của Đại Trí Văn Thù thì tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Có nghĩa là muốn thành Phật thì dựa trên vô minh phiền não mà cải tạo chuyển hóa vô minh phiền não, chuyển hóa từng phần lượng cho đến khi biến đổi hoàn toàn chất lượng vô minh. Trừ bỏ phiền não vô minh, con người không còn lý do để thành Như Lai Phật. Không xuống biển sâu không thể có được bảo châu vô giá, không thể có nhất thiết chủng trí Như Lai vô giá. Số 3. Nhân danh hàng định tánh thanh văn, ông Đại Ca Diếp thay mặt đại chúng nói lên sự hối tiếc về trí tuệ hẹp hòi kém cỏi của người tiểu thừa đối với giáo lý vô thượng thậm thâm vi diệu pháp của đại thừa. Thà làm hàng bạc địa phàm phu còn có cơ hội phát tâm cầu vô thượng bồ đề, còn hàng định tánh thanh văn đối với quả bồ đề vô thượng chẳng khác người tàn phế ngũ căn, không tiếp nhận được gì trước cảnh sắc thanh hương vị xúc. Số 4. Trả lời câu hỏi của Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân, Ngài Duy Ma Cật nói về gia đình, sự nghiệp, quyến thuộc, thân bằng, nô tỳ, đồng bọc, vườn rừng, ao tắm, kỹ nữ, ngựa xe vân vân của chính Ngài. Từ đó khiến cho người học đạo thấy rằng Ngài không phải là một cư sĩ mà gọi là cư sĩ vậy thôi. Sự thật, cư sĩ Duy Ma Cật là một hình thức dàn dựng ra một người bất tư nghì để trình diễn Phật sự bất tư nghì, nhằm giáo hóa chúng sanh về đại thừa diệu pháp bất tư nghì. Chiếc áo không làm nên thầy tu, có phải chăng người triết gia Tây Phương nào đó đã đọc được kinh này? Chiếc áo thầy tu, một khi lọt vào tay thợ săn điêu ngoa, sử dụng chiếc áo đó trở thành một thứ cạm bẫy sát sanh đoạn mạng. Con sư tử có bộ lông vàng quý hiếm chết một cách oan ức đau thương chỉ vì chiếc áo và lầm tưởng chiếc áo tu sĩ của tên thợ săn độc ác kia là chiếc áo của vị tu sĩ chân tu mà ngày ngày mình thường lân la thân cận. Dựng lên một trưởng giả Duy Ma Cật bất tư nghì để nhắc nhở cho mọi người đệ tử Phật muốn tiến thân trên đường bồ đề vô thượng cần phải cảnh giác về chiếc áo, và có thể không cần chiếc áo lại có thể là chính thực thầy tu. Chương thứ 9. Chứng nhập pháp môn 02. Số 1. Bấy giờ ông Duy Ma Cật long trọng nói với các Bồ Tát rằng: Thưa chư nhân giả, tôi xin trân trọng đề nghị chư vị Bồ Tát trong hội này mỗi người tự trình bày sự chứng đắc và thể nhập pháp môn 02 của một Bồ Tát như thế nào. Trước hết, vị Bồ Tát hiệu là Pháp Tự Tại trình bày: Thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai, vạn pháp xưa không sanh, nay không diệt, tỏ ngộ được pháp nhẫn vô sanh đó, tôi thể nhập pháp môn 02. Bồ Tát Đức Thủ nói: Ngã và ngã sở là hai, vì có ngã cho nên có ngã sở. Tôi nhận thức rằng nếu không có ngã thì không có ngã sở,
Do duyên cớ đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Thuấn nói, thọ và bất thọ là hai. Nếu đối với các pháp mà không thọ thì không có cái được. Vì không có cái được cho nên không có lấy, không có bỏ, không tạo tác, không hành vi. Do nhận thức như vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Đảnh nói, cấu và tịnh là hai. Thấy được thực tánh của cấu thì không có tướng tịnh, đồng thời tùy thuận với tướng diệt của vạn pháp. Do tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Tú nói, động tâm và niệm tưởng là hai. Nếu không động tâm thì không có niệm tưởng, không có niệm tưởng thì không có phân biệt. Tôi thông suốt được chân lý ấy mà thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Nhãn nói, tướng nhất và tướng vô là hai. Nếu biết rõ tướng nhất tức là tướng vô, bấy giờ thể nhập tánh bình đẳng. Do quá trình nhận thức như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tí nói, tâm Bồ Tát và tâm Thanh Văn là hai. Quán tướng của tâm rỗng không như huyễn như hóa, cho nên tôi không còn thấy tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn. Do triệt tiêu tánh chấp, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Pháp Sa nói, thiện và bất thiện là hai. Không khởi ý niệm thiện và bất thiện, nhận thức thấu suốt ngàn mé vô tướng của các pháp. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử nói, tội và phước là hai. Hiểu rõ tánh của tội cùng với phước không khác. Dùng trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt khoát trong mọi tình huống, cho nên không thấy có ràng buộc và cũng không thấy có giải thoát. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử Ý nói, hữu lậu và vô lậu là hai. Có được tâm bình đẳng với các pháp thì không khởi tưởng hữu lậu và vô lậu, không dính mắc ở pháp tướng, cũng không trụ chấp pháp tướng. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói, hữu vi và vô vi là hai. Xa lìa tất cả số thì tâm rỗng lặng như hư không. Dùng tuệ thanh tịnh mà nhìn vạn pháp, cho nên không còn có sự trở ngại nào. Do vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Diên nói, thế gian và xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian cũng tức là xuất thế gian. Trong đó không có tướng đi vào, đi ra, không có tràn đầy, không có vơi cạn. Do nhận thức đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói, sanh tử và niết bàn là hai. Thấy được tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả, cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Kiến nói, tận và bất tận là hai. Vạn pháp hoặc rốt ráo tận hoặc rốt ráo bất tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không. Không thì không có tướng tận hay vô tận. Tỏ ngộ chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Thủ nói, ngã và vô ngã là hai. Ngã hãy còn không có, vô ngã càng không thể có. Thấy được thật tánh của ngã thì không còn khởi quan niệm hai. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói, minh và vô minh là hai. Thật tánh của vô minh là minh. Minh cũng không chấp thủ, ly tất cả số, trụ tâm trong bình đẳng, không có ý niệm hai. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, sắc và không là hai. Sắc tức là không, không phải sắc diệt mới không. Tánh của sắc tự không.
Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thức là thức không, không phải thức diệt mới không. Tánh của thức tự không. Do quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói, sự sai khác của tứ đại và sự sai khác của không đại là hai. Tánh của tứ đại tức là tánh của không đại, bởi vì thời gian trước và thời gian sau đều không, cho nên thời gian khoảng giữa cũng không. Hiểu biết được như thế cũng tức là nhận thức rõ tánh của các đại. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói, nhãn căn và sắc trần là hai. Biết rõ tánh của nhãn căn và tánh của sắc trần ở giữa, cắt đứt sự ái nhiễm. Thế là không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là trạng thái tịch diệt. Nhĩ đối thanh, tỷ đối hương, thiệt đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp cũng như vậy. Biết rõ tánh của ý căn và tánh của pháp trần, đoạn trừ sự ái nhiễm, tham sân si, đạt đến trạng thái tịch diệt, an trụ trong tịnh giác như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Vô Tận Ý nói, bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng như vậy. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Ở trong đó hội nhập ứng nhất. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Tuệ nói, không vô tướng vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Hiểu rõ không tức là vô tướng, vô tướng là vô tác, thì tâm, ý và thức bấy giờ công dụng trở thành một. Bấy giờ một giải thoát môn, tức ba giải thoát môn. Quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Căn nói, Phật, Pháp và Tăng là hai. Phật tức Pháp, Pháp tức Tăng. Tam bảo đều là tướng vô vi, đồng như hư không. Tất cả Pháp cũng vậy, tùy thuận theo chân lý đó, thi vi hành sự. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự diệt hoại của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy thân sinh tồn hay hoại diệt, không kinh hãi, không lo lắng sợ sệt. Tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân khẩu ý là hai. Ba nghiệp đều là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. Tam nghiệp là tướng vô tác. Tất cả pháp cũng là tướng vô tác. Dùng tuệ vô tác nhận thức chân lý và tùy thuận chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Phước Điền nói, làm phước làm tội, làm không phước không tội là hai. Thật tánh của ba việc là vắng lặng rỗng không. Không thì không thấy có làm phước, không thấy có làm tội, không thấy có làm không phước không tội. Không khởi ý niệm chấp mắc ở ba việc làm. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói, từ bản ngã khởi chấp hai là hai. Biết được thật tướng của bản ngã không khởi chấp hai. Không khởi chấp hai thì không có cái biết và đối tượng bị biết. Quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói, có tướng sở đắc là hai. Không sở đắc thì không có tham lấy, không chê bỏ. Do trụ trong tâm bình đẳng, không lấy bỏ, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, tối và sáng là hai. Không tối không sáng thì không hai. Ví như nhập định diệt thọ tưởng, không còn nhận thức tối sáng. Đối với tất cả pháp tướng cũng như vậy, hội nhập với tâm bình đẳng ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai.
Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, ham mộ Niết Bàn, nhàm chán thế gian là hai. Không ham mộ Niết Bàn, không nhàm chán thế gian thì không hai. Vì sao? Vì rằng ai có bị trói buộc mới mong cầu mở. Người không bị buộc trói còn hy vọng mở cái gì? Không bị buộc, không cần mở, cũng không nhàm chán, không có ham mộ. Thâm ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Châu Đảnh nói, chánh đạo và tà đạo là hai. Trụ ở chánh đạo thì không phân biệt tà hay chánh. Do ly cái tướng hai, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thật nói, thật và không thật là hai. Thật thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Vì sao? Vì cái thấy của nhục nhãn không thể thấy đúng chân lý. Chỉ có tuệ nhãn mới thấy đúng chân lý. Tuệ nhãn không thấy gì hết, nhưng không có gì không thấy. Do tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Các Bồ Tát mỗi mỗi đều trình bày pháp môn sở ngộ của mình, và kết quả đều cùng đến mục đích thể nhập pháp môn không hai. Số 2. Các Bồ Tát trong hội này đã nói hết rồi. Vậy xin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát biểu phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, theo ý tôi, tất cả pháp không nói được hết, không bàn tột được, không chỉ đúng được, không giải thích trọn vẹn được. Vì vượt ngoài những câu vấn đáp của ngữ ngôn văn tự, khế hội chân lý đó thì đó là yếu tố thể nhập pháp môn không hai. Số 3. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật, thưa cư sĩ, chư Bồ Tát đã trình bày xong, giờ đây xin nhân giả cho biết cao kiến của Ngài về phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật lúc bấy giờ điềm nhiên an tọa, đại chúng cả hội trường như nín thở trông chờ. Ông Duy Ma Cật vẫn im lặng và im lặng. Trong dáng vẻ hân hoan cảm thông diệu ý, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói, siêu tuyệt thai siêu tuyệt, pháp môn không hai siêu tuyệt, bậc cả văn tự ngữ ngôn. Đấy mới là cách thể nhập pháp môn không hai, chí chân chí thiện. Sau khi trình bày những nguyên do và tâm đắc của mình trong quá trình thể nhập pháp môn không hai của 31 Bồ Tát, trong số hội chúng có 5.000 Bồ Tát tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn đồng thể nhập pháp môn không hai. Trực chỉ. Số 1. Chứng nhập pháp môn không hai. Kinh Duy Ma Cật không nhằm dạy cho người đệ tử Phật tu hành phải tìm về con số 1 hay cái 1 nào đó, bởi vì chữ 2 ở đây không phải là chữ 2 ở số lượng như 1, 2, cũng không phải chữ 2 ở số thứ tự như thứ 2, thứ 3. Tránh số 2 trong lượng số, hy vọng trở lùi nắm giữ số 1 đã là vô ích. Tránh thứ 2 ở thứ tự số 1 để mong cầu được số thứ 3, thứ 4 thì cũng hoài công, không có tác dụng gì trên đường tiến tu đối với sự nghiệp giác ngộ. Người đệ tử Phật tu theo con đường Phật phải thận trọng lưu tâm. Bồ Tát Duy Ma Cật đề nghị chư Bồ Tát trình bày về phương cách, lý do, về yếu tố dữ kiện, về hoàn cảnh, trường hợp chứng nhập pháp môn không hai của mình, nhằm dạy cho người đệ tử Phật tu hành phương thức hồi đầu thị ngạn, phương cách trở về căn bản trí, tức là trí vô phân biệt vốn có của mọi người. Giáo lý của Đạo Phật dạy rằng, con người ai ai cũng có cái trí vô phân biệt đó. Vì vậy, tự tánh của mọi người vốn trong sáng thanh tịnh. Cái tự tánh trong sáng thanh tịnh đó chính là Phật tánh của mỗi người. Con người bắt đầu có đau khổ từ khi con người sống trái căn bản trí. Con người tự hủy hoại cái tánh trong sáng thanh tịnh hồn nhiên thanh thoát của con người. Con người bắt đầu sử dụng cái trí hậu đắc, tức là cái phân biệt trí. Cái trí rất kém cỏi, thường bị bao phủ bởi những lớp tạp tưởng vô minh phiền não. Với phân biệt trí, khó mà nhận thức chân lý đúng đắn,
nếu không có những giây phút thiền quán để tư duy phản tỉnh hồi đầu. Muốn hồi đầu phản tỉnh cần có duyên cớ hoặc hoàn cảnh hoặc sự nhận thức vân vân. 31 Bồ Tát thể nhập pháp môn 02 đều dựa vào sự tư duy nhận thức hoặc duyên cớ nào đó do thấy, sự kiện nào đó do tư duy hoặc trường hợp nào đó do tiếp xúc. 31 Bồ Tát thể nhập pháp môn 02 dựa trên những duyên cớ có những sự kiện nhận thức không đồng mà kết quả cùng đến mục đích vô phân biệt trí. Sanh và diệt, ngã và ngã sở, thọ và bất thọ, cấu và tịnh, động tâm và niệm tưởng, tướng nhất và tướng vô, tâm Bồ Tát và tâm Thanh Văn, thiện và bất thiện, tội và phước, hữu lậu và vô lậu, hữu vi và vô vi, thế gian và xuất thế gian, sanh tử và niết bàn, tận và bất tận, ngã và vô ngã, minh và vô minh, sắc mà không sắc, tứ đại mà không đại, nhãn căn và sắc trần, bố thí và hồi hướng nhất thiết trí. Không vô tướng vô tác, Phật, Pháp và Tăng, thân và thân diệt, thân khẩu ý, làm phước, làm tội, làm không phước không tội, từ bản ngã khởi chấp, có tướng sở đắc, tối và sáng, ham mộ niết bàn, nhàm chán thế gian, chánh đạo, tà đạo, thật và không thật. 31 đề mục được xem là hai, và dựa trên tướng hai đó mà tư duy quán sát rồi phản tỉnh hồi đầu. 31 vị Bồ Tát đều chứng nhập pháp môn 02. 31 cặp phạm trù đối đãi ấy, nhận xét kỹ, ta thấy có đề mục chỉ có một. Như đề mục có tướng sở đắc, lại có những đề mục không phải hai mà có đến ba, như đề mục Phật Pháp Tăng, đề mục thân khẩu ý, đề mục không vô tướng vô tác, đề mục làm phước làm tội, làm không phước không tội. Ấy thế mà tất cả đều được xem là hai. Do vậy ta cũng thấy rõ kinh dạy qua vấn đề chứng nhập pháp môn 02, như trước đã nói, chứng nhập pháp môn 02 mục đích không phải chối bỏ số 2 để lùi về số 1, cũng không nhằm tránh né số 2 để có được số 3, số 4, số 5. Số 2. Đến lượt Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài cho rằng, đã là pháp môn 02 thì ngôn từ không bàn luận đến được, văn tự không mô tả được, nghĩ ngợi đến ba là đã sai rồi. Đến chỗ tuyệt đường đối đãi thì có diễn đạt hoa mỹ khéo léo cách nào cũng không phải cái đó. Vì cái đó, chỗ đó, nó ở vào lãnh vực bất khả tư nghì. Chỉ ai chứng mới biết mà thôi. Chữ chứng ở đây không có gì quá sức tưởng tượng đâu các bạn ạ. Nó đồng nghĩa với cái từ chứng nước ở các tòng lâm miền Bắc nước Việt Nam ấy. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, chỉ có người chứng nước mới biết được nước ấm lạnh ở độ nào. Người không chứng nước thì nghe để mà nghe, sự diễn tả của người chứng nước không làm cho người không chứng hiểu chính xác độ nóng lạnh, vị ngọt ngon của tách trà thơm ngát ấy. Số 3. Đến lượt Ngài Duy Ma Cật trình bày phương cách chứng nhập pháp môn 02 của mình. Ngài biểu thị bằng thái độ im lặng thản nhiên. Đại chúng như hồi hộp và có ý trông chờ những gì sẽ diễn biến ra sau giây phút thản nhiên im lặng đó. Nhưng rồi không có gì nữa hết. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thông cảm sâu sắc tận cùng ý niệm của nhau. Như hai tấm gương đối diện cùng lòng bóng phản chiếu trước một cành hoa rực rỡ sắc màu. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù chỉ tán thán trước sự biểu hiện lặng im mà không bình luận gì thêm nữa. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tâm đắc và cảm thông hành động biểu hiện đó của Ngài Duy Ma Cật. Ngài Văn Thù cho rằng hành động đó tự nói lên phương cách chứng nhập pháp môn 02 của Ngài Duy Ma Cật đầy đủ lắm rồi. Còn dùng ngôn ngữ văn tự để phủ nhận văn tự ngữ ngôn, Ngài Đại Trí Văn Thù đã bỏ lỡ cơ may không về đến đích. Người hiểu được Duy Ma Cật
phải là bậc đại trí. Chẳng những cần có căn bản trí mà phải sử dụng sai biệt trí để thấy biết tường tận mọi vật lý, sanh lý và tâm lý giữa cuộc đời. Ở đời, người hay dạy dỗ, quở phạt, đánh mắng con cái là người cha mẹ quá thương con cái của mình. Không ai bỏ công dạy dỗ, quở phạt, đánh mắng những đứa trẻ nước lã người dân. Vì sao? Vì người dân nước lã không tương quan gắn bó, chẳng dính líu nghĩa tình. Đối với chúng, người làm cha làm mẹ kia chẳng có gì để nói. Cũng vậy, các pháp thế gian và kể cả pháp xuất thế gian, đối với chúng, Bồ Tát Duy Ma Cật không có gì để nói. Đó là thâm ý của sự lặng thinh. Lặng thinh chỉ vì không có gì để nói, chỉ vì đã biết rõ vạn pháp giai không, từ hồi vô thủy dĩ chí vô chung. Cho nên nói ít thì sai chân lý ít, nói nhiều chỉ tăng thêm nhiều hí luận. Chương thứ 10: Phật Hương Tích. Số 1. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất nghĩ rằng: giờ thọ trai sắp đến, rồi đây chư Bồ Tát sẽ thọ thực bằng gì? Trưởng giả Duy Ma Cật biết được thâm ý của ông Xá Lợi Phất, bèn bảo rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật dạy tám môn giải thoát, ngài lãnh thụ tu hành, há để xen tạp ý nghĩ về ăn trong lúc nghe pháp vậy sao? Nếu muốn ăn thì hãy đợi giây lát, ngài sẽ được thức ăn chưa từng có. Ông Duy Ma Cật liền nhập định, vận dụng sức thần thông khiến cho đại chúng thấy rõ ở thượng phương thế giới trải qua 42 hằng hà xa cõi Phật có quốc độ tên là Chúng Hương. Hiện tại Đức Phật Hương Thích là giáo chủ. Nước Chúng Hương có thứ hương thơm kỳ diệu, so với mùi thơm của các thế giới nhân thiên, các cõi nước chư Phật trong mười phương cũng không có thứ hương nào sánh được. Cõi nước đó không có Thanh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh. Đức Phật Hương Tích thường truyền pháp giáo hóa cho hàng Đại Bồ Tát này. Thế giới Chúng Hương thường sử dụng toàn hương, lầu các kiến tạo bằng hương, đi kinh hành trên đất hương. Vườn tược hoa cảnh cũng hương, hơi hương là thức ăn của Phật, Bồ Tát ở quốc độ này. Hương này lan tỏa ngát thơm khắp vô lượng thế giới mười phương. Lúc bấy giờ Đức Phật và chư Bồ Tát cùng ngồi thọ thực. Các thiên tử cùng có hiệu hương nghiêm. Những thiên tử này đều đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Họ dâng thức ăn hương để cúng dường Phật và Bồ Tát. Tất cả đại chúng trong hải hội đều trông thấy sự kiện này. Số 2. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật hỏi các chúng Bồ Tát trong hải hội rằng: thưa chư nhân giả, trong đây ai có thể qua đến cõi Phật Hương Tích để có thể thỉnh một ít cơm thơm? Do thần lực của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, cả hải hội chư Bồ Tát đều im lặng. Ông Duy Ma Cật nói, cả đại chúng trong hải hội đều im lặng cả, không đáng xấu hổ lắm sao? Văn Thù Sư Lợi nói, theo lời Phật dạy, không nên xem thường người chưa học. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật ngồi tại bán tòa, ở trước đại chúng hóa hiện một Bồ Tát tướng hảo quang minh, uy đức hơn hẳn mọi người và sai bảo: ông qua thượng phương, vượt đây khoảng 42 hằng hà xa cõi Phật, có một quốc độ tên gọi là Chúng Hương, Đức Phật cõi đó hiệu là Hương Tích. Phật và Bồ Tát đang cùng ngồi thọ thực, ông hãy đến đó nói đúng như lời tôi rằng. Duy Ma Cật đê đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn trọng kính vô vàng, gửi đến lời thăm hỏi Đức Thế Tôn ít bệnh ít não chăng, sức khỏe bình an chăng. Mong Thế Tôn cho một ít cơm thừa, đem về cõi Ta Bà làm Phật sự, khiến cho những người ham ưa pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ phát chí đại thừa, đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Lãnh hội lời dặn dò, ở trước đại chúng, vị hóa thân Bồ Tát liền bay lên thượng phương, trước sự chứng kiến của đại chúng, đến thế giới Chúng Hương, hóa thân Bồ Tát lễ dưới chân Phật. Vào lúc này tất cả đại chúng ở cõi Ta Bà đều nghe rõ lời tác bạch.
Duy Ma Cật đê đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn trọng kính vô vàn, gửi đến lời thăm hỏi. Đức Thế Tôn ít bệnh ít não chăng, sức khỏe bình an chăng? Mong Thế Tôn cho một ít công thừa, đem về cõi Ta Bà làm Phật sự, khiến cho những người ham ưa pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ, phát chí đại thừa đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Các đại sĩ ở nước chúng hương trông thấy hóa thân Bồ Tát đều rất kính mộ và tán thán. Đây là việc chưa từng có. Bậc thượng nhân này từ đâu đến? Ta Bà thế giới cách đây bao xa? Sao gọi là những người ham ưa tiểu pháp? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra và đem những việc đó thưa hỏi Đức Phật. Đức Hương Thích Phật nói với chư Bồ Tát rằng ở Hạ Phương, cách 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên Ta Bà. Hiện nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ. Ta Bà là cõi đời như sáu năm trượt hoành hành. Đức Phật Thích Ca vì những chúng sanh ham ưa pháp tiểu thừa, mở mang chuyển hóa khiến cho họ phát chí đại thừa. Đức Phật có một Bồ Tát tên Duy Ma Cật, hàng trụ trong cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì, vì các Bồ Tát nói pháp. Vì thế, sai vị hóa thân Bồ Tát đến cõi này, nhằm xưng dương danh hiệu của ta và khen ngợi quốc độ chúng hương này, khiến cho Bồ Tát ở cõi Ta Bà được tăng phần công đức. Số 3. Các Bồ Tát chúng hương hỏi Phật: Duy Ma Cật, người thế nào mà có thể hóa ra một Bồ Tát oai đức tròn đầy thần thông quảng đại thế kia? Phật nói: rất lớn. Chẳng những hóa một Bồ Tát mà còn có thể hóa vô số Bồ Tát, đi đến vô số cõi nước trong mười phương để thi tác Phật sự lợi ích chúng sanh. Số 4. Bấy giờ Hương Thích Như Lai lấy bình bát chúng hương đựng đầy một bát cơm hương và ban cho hóa thân Bồ Tát. Lúc bấy giờ có 900 vạn Bồ Tát đồng thanh nói: chúng tôi muốn đến thế giới Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và muốn hội kiến với ông Duy Ma Cật và chúng Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Đức Phật nói: các Bồ Tát có thể đi, nhưng phải thu nhiếp hương thơm từ thân các ông, đừng để cho các chúng sanh cõi kia sanh tâm đam mê nhiễm ái. Lại còn phải đổi thân hình vốn có của các Bồ Tát cõi này, đừng để chư Bồ Tát cõi Ta Bà có mặc cảm tự ti. Lại nữa, khi diện kiến, các ông không nên có trong lòng ý tưởng khinh thường mà dấy lên tư tưởng trở ngại không nên. Bởi vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như hư không. Chẳng qua chư Phật vì giáo hóa những chúng sanh ham ưa tiểu pháp mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh ấy thôi. Bấy giờ hóa thân Bồ Tát cung kính tiếp nhận bát cơm cùng 900 vạn Bồ Tát, nương sức oai thần Phật, chư Bồ Tát hốt nhiên không còn hiện diện ở thế giới chúng hương. Trong khoảnh khắc sau, tất cả cùng có mặt ở tịnh thất của Ngài Duy Ma Cật. Bấy giờ Bồ Tát Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn chiếc tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ, chư Bồ Tát trong hải hội đều ngồi lên trên bảo tòa. Số 5. Bấy giờ hóa thân Bồ Tát đem bát cơm đầy ngào ngạt hương thơm dâng lên Bồ Tát Duy Ma Cật. Hơi thơm của cơm xông ngát thành Tỳ Gia Ly, lan tỏa khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Khi bấy giờ các Bà La Môn, cư sĩ vân vân nghe mùi hương, thân tâm thanh thoát nhẹ nhàng, đồng khen ngợi là sự kiện nhiệm màu xưa nay chưa từng có. Bấy giờ có vị trưởng giả tên Nguyệt Cái cùng với đoàn tùy tùng 84.000 người đi đến tịnh thất Bồ Tát Duy Ma Cật. Khi đến tịnh thất, mọi người trông thấy số chúng đại Bồ Tát rất đông, các tòa sư tử cao rộng trang nghiêm lộng lẫy. Tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, lễ bái chư Bồ Tát chúng và các hàng đệ tử thanh văn. Lễ xong, lui ra cùng đứng sang một phía. Các địa thần, hư không thần, chư thiên cõi dục, cõi sắc, nghe mùi hương cũng đến tịnh thất và xin được vào nghe pháp. Bấy giờ, Bồ Tát Duy Ma Cật
nói với ông Xá Lợi Phất và các hàng đại thanh văn rằng: Chư nhân giả, các vị sẽ được ăn cơm vị cam lồ của Như Lai. Cơm này do huân tập vô lượng đại bi mà có. Khi ăn không nên dùng tâm ý hạn hẹp suy lường mà làm cơm không tiêu hóa. Bấy giờ có vị thanh văn móng ý nghĩ rằng: Cơm ít mà đại chúng quá đông, rồi đây mọi người sẽ ăn, rồi ai ăn ai nhịn. Nhằm giải tỏa mối nghi trong lòng đại chúng, Hóa Thân Bồ Tát tuyên bố: Thưa chư nhân giả, các ngài không nên dùng tiểu đức, tiểu trí của thanh văn mà cân lường phước đức trí tuệ của Như Lai. Nước bốn biển còn có thể hết, chứ cơm này không thể hết. Giả sử mỗi người ăn một khối to bằng núi Tu Di, ăn trọn kiếp cũng không hết được. Vì đây là thức ăn thừa của đấng đầy đủ công đức giới định tuệ giải thoát tri kiến vô tận, làm sao hết được. Một bát cơm này no lòng cho bao nhiêu đại chúng trong hội này hãy còn quá dư thừa. Vả lại Bồ Tát Thanh Văn, nhân thiên ăn cơm này rồi thân tâm thư thái, vui vẻ, an nhiên giống như Bồ Tát ở cõi nước Nhất Thiết Lạc Trang Nghiêm. Lại nữa, sau khi ăn cơm này, từng lỗ chân lông sẽ tiết ra hương thơm kỳ diệu giống như mùi hương của các rừng cây thơm ở quốc độ chúng hương. Số 6. Bấy giờ Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát chúng hương rằng: Thưa chư đại sĩ, Đức Hương Thích Như Lai ở nước chúng hương giáo hóa chúng Bồ Tát bằng cách nào? Hương Thích Như Lai cõi nước chúng tôi không dùng ngôn ngữ văn tự thuyết mà chỉ lấy hương, khiến cho nhân thiên được đi vào luật hạnh. Các Bồ Tát thì ngồi dưới cội cây hương, nghe mùi hương vi diệu mà được tam muội nhất thiết đức tạng. Bồ Tát được tam muội ấy rồi, tự có đầy đủ công đức. Các Bồ Tát chúng hương hỏi lại: Thưa Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, thuyết pháp bằng cách nào? Bồ Tát Duy Ma Cật đáp: Cõi ta bà chúng sanh can cường khó giáo hóa, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải thuyết những ngôn ngữ can cường để mà điều phục. Phải nói địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Phải nói đấy là chỗ khổ nạn, đấy là chỗ những người ngu si thọ sanh. Phải nói đó là việc làm sai quấy của thân, đó là quả báo của việc làm sai quấy của thân, đó là lời sai trái của khẩu, đó là quả báo của lời sai trái của khẩu, đó là ý nghĩ tội lỗi của ý, đó là quả báo của ý nghĩ tội lỗi của ý, đấy là sát sanh, đấy là quả báo của sát sanh, đấy là không cho mà lấy, đấy là quả báo của việc không cho mà lấy, đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm, đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ, đó là lưỡi hai chiều, đó là quả báo của lưỡi hai chiều, đó là ác khẩu, đó là quả báo của ác khẩu, đó là lời vô nghĩa, đó là quả báo của lời vô nghĩa, đó là tham lam, đó là quả báo của tham lam, đó là sầu não, đó là quả báo của sầu não, đó là tà kiến, đó cũng là quả báo của tà kiến, đó là sang lẫn, đó là quả báo của sang lẫn, đó là hủy phạm giới, đó là quả báo của hủy phạm giới, đó là giải đãi, đó là quả báo của giải đãi, đó là loạn ý, đó là quả báo của loạn ý, đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si, đó là trì giới, đó là phạm giới, đó là việc nên làm, đó là việc không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là đắc tội, đó là tiêu tội, đó là tịnh, đó là cấu, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là vô vi, đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa, tâm như vượng, ý như ngựa, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn phải dùng nhiều ngôn từ phương tiện thuyết pháp để chế ngự tâm họ, sau đó mới điều phục được.
ví như ngựa bất kham, voi cuồng bạo khó huấn luyện, phải sử dụng roi dùi đánh chích thì mới điều phục được. Cũng như thế, chúng sanh can cường nan hóa phải dùng những lời khổ thiết như thế mới có thể đưa khép họ vào luật hạnh. Số 7. Các Bồ Tát chúng hương đồng tán thán rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm việc khó làm, giấu đi sức tự tại vô lượng của mình mà vui lấy pháp khó khăn độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát cõi ta bà đây cũng hết sức nhọc nhằn khiêm tốn, do lòng đại bi vô lượng mới nguyện sanh ở cõi Phật này. Bồ Tát Duy Ma Cật nói: đúng như chư đại sĩ nói, Bồ Tát cõi ta bà đối với chúng sanh lòng đại bi rất kiên cố, nhưng được cái ưu việt là làm lợi ích chúng sanh trong một đời công đức nhiều hơn 100.000 đời làm lợi ích chúng sanh ở cõi nước của các ngài. Vì sao? Vì thế giới ta bà có 10 việc thiện pháp mà các cõi tịnh độ khác không có. 1. Lấy bố thí đem giúp đỡ kẻ nghèo. 2. Lấy trì giới đem gương mẫu cho người phạm giới. 3. Lấy nhẫn nhục đem dạy khuyên người hung bạo. 4. Lấy tinh tấn đem gương mẫu cho kẻ biếng lười. 5. Lấy thiền định đem dạy người loạn ý. 6. Lấy trí tuệ đem giáo hóa người ngu si. 7. Nói pháp trừ nạn hóa độ người bát nạn. 8. Lấy pháp đại thừa đem hóa độ người yêu thích tiểu thừa. 9. Lấy pháp thiện căn khuyến hóa người vô đức. 10. Thường lấy pháp tứ nhiếp dẫn dụ giáo hóa chúng sanh. Số 8. Các Bồ Tát chúng hương hỏi: Bồ Tát ở thế giới ta bà thực hành những pháp gì không bị thương tổn, không mắc mưu để có thể sanh sang ở tịnh độ? Bồ Tát Di Ma Cật đáp: Bồ Tát ở cõi này thành tựu được 8 pháp thì không bị thương tổn, không bị mắc mưu, có thể sanh vào tịnh độ. 1. Làm lợi ích chúng sanh mà không cầu đền ơn đáp nghĩa. 2. Thay tất cả chúng sanh gánh chịu những thiệt thòi khổ não. 3. Làm tất cả công đức lành, nguyện cho chúng sanh hưởng hết. 4. Bình dị đơn giản đối với tất cả mọi người, nhún nhường tột thấp mà không mặc cảm tự ti. 5. Đối với chư Bồ Tát xem trọng như Phật. 6. Những kinh chưa được nghe, khi nghe không nghi ngờ. 7. Không khinh chê pháp tu của người thanh văn, không ganh tị sự thọ hưởng cúng dường của họ, không có ý thu lợi về phần mình, thường tâm niệm việc đó để điều phục tâm ý. 8. Thường xét lỗi mình, không chê cái xấu của người khác, hằng giữ nhất tâm ham cầu công đức. Đó là 8 pháp làm cho Bồ Tát thế giới ta bà không mắc mưu để có thể sanh sang tịnh độ. Bồ Tát Duy Ma Cật và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ở giữa đại chúng nói thời pháp ấy rồi, 100.000 trời người phát tâm vô thượng Bồ Đề, 10.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Cực chỉ. Số 1. Kinh Duy Ma Cật 3 lần hiện bài tịnh độ trong pháp giới nhất chân. Nói nhất chân, người học Phật phải hiểu là pháp giới chỉ có một, toàn thể chỉ có một, một là tất cả, không còn pháp giới nào khác ở ngoài pháp giới nhất chân đó. Pháp giới nhất chân là pháp giới thụ cùng tam thế, hoành biến thập phương. Về không gian tột mé nghĩ nghì, về thời gian hết nguồn khái niệm. Trong pháp giới nhất chân không có vấn đề tịnh uế, thấy tịnh thấy uế là do người. Vì vậy trong pháp giới không tịnh uế lại có ra tịnh uế. Lần thứ nhất, ở chương 1, trong cõi ta bà uế độ này, Đức Phật Thích Ca cho các hàng đệ tử thấy và biết rằng cõi ta bà cấu uế đó chính là do tội chướng của các ông, khiến cho cái thấy của các ông đối với cõi ta bà không thanh tịnh. Ví như, trước ánh nắng hòa dịu ấm áp của bầu trời xuân với muôn vàng màu sắc của hoa lá thắm tươi rực rỡ, vậy mà những người mù thì chẳng thưởng thức được gì. Không thấy đẹp không phải vì không có cảnh đẹp, không thấy tịnh không phải quốc độ của Phật Thích Ca không tịnh,
Đó là lần Phật cho đại chúng trong hải hội biết, ngay nơi Uế Độ vốn đã có tịnh độ. Tịnh độ không cần phải xuất cảnh rời bỏ Uế Độ ra đi mới có. Ở chương này giới thiệu quốc độ chúng hương của Phật Hương Thích. Phật Hương Thích giáo chủ của thế giới chúng hương ở Thượng Phương, cách cõi Ta Bà 42 hằng hà sa cõi nước. Ở đó có thế giới tịnh độ. Tịnh độ chúng hương, Phật và Bồ Tát sử dụng toàn hương. Đất đai, lầu cát, vườn rừng, hoa cảnh cho đến thức ăn đều là hương tất cả. Đức Hương Thích Phật giáo hóa cũng sử dụng hương. Qua ý nghĩa của sự kiện trên ta thấy: A. Nhằm giới thiệu cho đại chúng trong hải hội biết rằng, ngoài thế giới Uế Độ còn có thế giới thuần tịnh độ trong pháp giới nhất chân. Tuy nhiên vẫn không ngoài chân lý tịnh uế do người. Thế giới chúng hương thuần tịnh vì thế giới không có xen tạp cái nhìn của nhục nhãn vốn nhiều tội cấu của phàm phu. Thế giới đó được nhìn qua tuệ nhãn của thuần là Bồ Tát. B. Nhằm giáo dục cho người đệ tử Phật biết, lục trần tầng nào cũng có thể làm Phật sự. Lục căn, căn nào cũng có thể khiến cho con người học đạo, hành đạo và chứng đạo được hết. Đức Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà, sử dụng thanh trần giáo hóa chúng sanh làm nên Phật sự. Đức Phật Hương Thích, giáo chủ thế giới chúng hương, sử dụng hương trần giáo hóa Bồ Tát làm nên Phật sự. Chúng sanh cõi Ta Bà sử dụng nhĩ căn, nghe đạo, học đạo, hành đạo và chứng thành đạo quả. Chúng Bồ Tát thế giới chúng hương sử dụng tỷ căn, ngửi mùi đạo, học đạo, hành đạo và chứng thành đạo quả. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 25 thánh đệ tử dựa trên lục căn, lục trần, lục thức, thất đại làm dữ kiện chứng đắc viên thông. Kinh Di Ma Cật, 31 Bồ Tát dựa trên 31 sự kiện khác nhau, nhưng kết cuộc cùng đến một đích, chứng nhập pháp môn bất nhị. Và với hương trần, Đức Phật Hương Thích lại giáo hóa chúng sanh, khiến cho hàng Bồ Tát đạo hạnh ngày càng tăng tiến. Quán triệt kinh điển Đại Thừa, người đệ tử Phật càng thấy nền giáo lý Phật thậm thâm vi diệu. Với chân lý chư pháp tương thức, nhất đa tương dung, thế giới này cũng là thế giới kia, thế giới kia cùng thế giới này tuy hai mà một. Đó là ý nghĩa chư pháp tương tức. Bởi vì dù thế giới có hai, nhưng hai thế giới vẫn chung cùng trong pháp giới nhất chân. Hoa Nghiêm tôn lấy con sư tử vàng làm ví dụ để dễ khái niệm nhận thức về ý nghĩa chư pháp tương tức và nhất đa tương dung. Mãi lông bồm và mãi lông đuôi của con sư tử tên gọi khác nhau, nhưng lông bồm là lông đuôi là lông bồm của con sư tử ấy. Vì hai mãi lông cùng một chất vàng của lông bồm dung chứa toàn bộ chất vàng của mãi lông đuôi. Chẳng những thế, nó còn dung chứa toàn bộ chất vàng của toàn bộ lông móng từ đầu chí đuôi của toàn thân con sư tử. Qua ví dụ đó, thiền giả nhận thức về ý nghĩa nhất đa tương dung. Số 2. Hành xử quán trí thâm ngộ sâu sắc ý nghĩa chư pháp tương tức, nhất đa tương dung. Thiền giả sẽ lý giải không hoang đường về sự di chuyển qua lại của Đức Hóa Thân Bồ Tát trên một khoảng không gian cách 42 hằng xa thế giới. Vừa đi đến, vừa làm lễ tác bạch, xin cơm hương, vừa trở về tỉnh thất của Ngài Duy Ma Cật mà chỉ mất trong vài khoảnh khắc. Nhìn vạn pháp bằng tuệ nhãn, Huyền Giác Thiền Sư nói: giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là tâm thấy biết của những bậc đại giác thì 42 hằng xa thế giới chẳng có ranh giới, cho nên xa gần không còn là vấn đề đặt ra để bình luận nữa. Mà nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Số 3. Đức Phật Hương Thích dạy, là Bồ Tát thì uy đức tôn nghiêm, thần thông quảng đại là lẽ thường. Cái đặc trưng và thực nghĩa của Bồ Tát là phải làm những việc khó mà tất cả chúng sanh không làm được. Chẳng những thế,
vì sự nghiệp hóa độ chúng sanh, Bồ Tát phục vụ chúng sanh từ quốc độ này sang vô lượng thế giới khác trong mười phương, không kể thời gian năm tháng. Số 4. Phật Hương Thích đồng ý cho 900 vạn Bồ Tát ở quốc độ chúng hương đi tham quan cõi Ta Bà, ra mắt Đức Phật Thích Ca với ba điều kiện. 1. Phải thu nhiếp thân hương, không nên để chúng sanh cõi Ta Bà sanh tâm ái nhiễm, khiến cho họ khó tu hành. 2. Thu thân tướng vĩ đại trang nghiêm, không được để Bồ Tát cõi Ta Bà sanh mặc cảm tự ti không tốt. 3. Thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy quốc độ Ta Bà không thanh tịnh trang nghiêm, nhưng không được khởi tưởng xem thường. Đức Phật dạy tiếp: Bồ Tát các ông phải biết, mười phương quốc độ đều như hư không. Chư Phật vì giáo hóa chúng sanh ham ưa pháp nhỏ mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh đấy thôi. Qua lời dạy của Đức Phật Hương Tích, một lần nữa ta có thể xác định rằng quốc độ tịnh uế là do chúng sanh, chứ không phải quốc độ của Như Lai trong mười phương có tịnh có uế. Số 5. Cơm hương, tượng trưng phước đức trí tuệ hương, của cải vật chất hữu vi, dù nhiều đến bao nhiêu, đem phân phát cho ra, có ngày phải hết. Phước đức trí tuệ của bậc đầy đủ tột cùng, đem truyền đạt bao thời gian năm tháng, số người tiếp thu không cần hạn chế. Phước đức trí tuệ vẫn không hao mòn giảm thiểu. Tu học theo con đường phước đức trí tuệ của Hương Tích Như Lai, tức là tu học pháp môn vô tận đăng của thế giới chúng hương truyền đạt cho Bồ Tát cõi Ta Bà. Số 6. Như ta đã biết, căn trần thức thất đại đều có thể làm Phật sự được hết, vì tất cả đều là dữ kiện chứng đắc viên thông. Xin đọc thêm kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đề Cương cùng một biên dịch giả. Đức Phật Hương Thích thế giới chúng hương sử dụng hương trần giáo hóa chúng Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cõi Ta Bà sử dụng thanh trần giáo hóa chúng sanh. Cõi Tịnh Độ, Phật Hương Thích giáo hóa chư Bồ Tát chỉ dùng hương mà luật hạnh của các ngài bất thối chuyển trên đường vô thượng Bồ Đề. Cõi Quế Độ, Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh phải tận dụng ngôn từ khổ thiết nặng nề, vì chúng sanh thâm nhiễm vô minh, ý chí can cường, nan điều nan phục. Đối với bậc lợi căn thượng trí, Đức Phật chỉ nói với họ về phước đức, trí tuệ, khinh an, giải thoát, Bồ Đề Niết Bàn, là người trí đã phát tâm ham mộ. Hết cuốn băng thứ 3, xin nghe tiếp cuốn băng thứ 4.